là thôi ba của mình cũng chưa có 49 ngày, chưa tới 49 ngày, cho nên là thôi tệ. Nói thì cũng đã nói rồi, chửi thì cũng đã chửi rồi, thì thôi mình cứ nhịn, trong gia đình mình dàn xếp. Thì luôn nghĩ là sẽ có một cái lúc nào đó các sự thật nó cũng phải phơi bày ra cho công chúng biết chứ. Thì đó là thì bên Hồng Phượng không có lên tiếng. Mãi cho tới khi mà Hồng Phượng tự nhận số tiền đó và quay video bỏ lên trên các trang điện tử, thì Luân mới vỡ òa ra là Luân không phải là cái người đem bài hát vào, cho nên là có rất là nhiều khán giả nhắn tin vào cho Luân và xin lỗi rất là nhiều đó. Lúc đó Luân chưa coi cái clip đó, tại Luân đi diễn mà, thì khán giả nói là em xin lỗi là thời gian qua em đã hiểu lầm anh, muốn nó ủ dụ gì vậy. Thì bắt đầu mình mới coi và theo dõi thì mới biết là nó gửi những cái clip đó vào, những cái đứa em cháu gửi vào, thì mình mới thấy là Phượng ngồi, Phượng nhận số tiền đó và Phượng đưa cho cô người lạ, thì mới biết là Luân không có dính líu trong cái vấn đề đó. Đó thì nó có như vậy thôi. Thì sau khi khán giả hiểu Luân là Luân không phải là cái người đem vào thì mọi chuyện nó lại khác, khán giả lại ủng hộ Luân. Xin kính chào tất cả quý vị quay trở lại với kênh của Thanh Nguyên Vlog. Thì vừa rồi quý vị chúng ta được nghe cái lời chia sẻ của Vũ Luân mới nhất trên một số các cơ quan báo chí trong cái buổi họp báo mà Vũ Luân cùng tham gia với Ngọc Huyền trong cái vở cải lương Chung Du Diệm, thưa cô chú anh chị. Và buổi tối ngày hôm nay đó thì Thanh Nguyên tiếp tục cập nhật cho quý vị một số cái thông tin, đặc biệt đó chính là câu chuyện mà Vũ Luân cũng đã liên hệ với luật sư cũng như là một số những cái nhà báo liên quan đến cái câu chuyện mà trước đó anh đã từng tuyên bố rồi. Hồng Phượng nếu muốn chơi về pháp lý đó thì Vũ Luân cũng sẽ sẵn sàng và anh luôn luôn đó sẽ ở bên cạnh để mà bảo vệ cho gọi là gia đình của Hồng Loan. Thưa cô chú anh chị, mới đây đó thì Vũ Luân cũng đã chính thức trả lời trên một số các cơ quan báo chí, cụ thể trên báo VNRS thì với cái tiêu đề Vũ Luân tôi buồn vì bị chỉ trích sau lễ tang của nghệ sĩ Vũ Luân. Vũ Luân nói là bị một số khán giả tấn công khi nghĩ anh là kiếm tiền từ đám tang cha nuôi nghệ sĩ cải lương Vũ Luân. Đây là một trong những cái điều mà cũng khiến cho rất là nhiều người cảm thấy bức xúc khi mà Vũ Luân đã bị tấn công, ném đá trong vòng 2 tháng trời. Nhưng mà Hồng Phượng chính là người trong cuộc nhưng mà lại không hề lên tiếng đính chính để mặc cho Vũ Luân đã bị gọi là cộng đồng mạng tấn công và tẩy chay. Thì đến ngày hôm nay đó, khi mà Hồng Phượng lại bị ngược lại giống như cái ngày xưa mấy tháng trước mà Vũ Luân đã bị đó cô chú anh chị, thì có lẽ rằng giờ phút này cô mới hiểu được cái cảm giác của Vũ Luân, tại sao mà Vũ Luân lại bức xúc đến như vậy. Thưa quý vị, ở buổi giới thiệu dự án cải lương hôm ngày 27 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đó quý vị, Vũ Luân nhận nhiều thắc mắc về ồn ào livestream đám tang tài tử Vũ Luân. Hồi đầu tháng 3 thì gia đình cố nghệ sĩ xảy ra mâu thuẫn khi là Hồng Phượng, cháu ruột của ông, ký hợp đồng với một đơn vị truyền thông để phát sóng hình ảnh đám tang, chia phần trăm doanh thu quảng cáo. Đám tang được livestream trên một số kênh YouTube, trong đó có kênh của Vũ Luân vì cùng thuộc hệ thống đơn vị truyền thông. Sau đó thì nghệ sĩ vướng tin đồn tự ý thuê đội ngũ ghi hình để kiếm tiền trên đám tang của cha. Suốt 2 tháng, Vũ Luân đã bị khán giả tấn công trên Facebook với hàng trăm tin nhắn chỉ trích. Nghệ sĩ cho biết không biết gì về hợp đồng chia doanh thu livestream. Anh buồn nhưng không vội đính chính vì nghĩ tới gia đình ba Vũ Luân, không muốn gây ồn ào bởi chưa tròn 49 ngày ông qua đời. Chúng ta có thể biết là cái thời điểm đó, mặc dù là Vũ Luân bị oan nhưng mà anh ấy cũng không vội đính chính cho bản thân mình quý vị. Bởi lẽ lúc đó là anh không suy nghĩ, anh không suy nghĩ là cái về cái bản thân nữa. Anh cứ suy nghĩ về cho gia đình của cố nghệ sĩ Tú Vũ Luân thôi. Có nghĩa là không còn thời gian quan tâm là mình bị ném đá hay là mình bị chỉ trích hay là bị chửi bới mắng nhiếc cỡ nào, mình không còn thời gian để quan tâm nữa quý vị. Chỉ lo cho gọi là cho cha được gọi là hoàn thành, cho được yên nghỉ, hoàn tất 49 ngày thôi. Hồi giữa tháng 5 đó thì Hồng Phượng đăng video xác nhận, sau đó là 2 tháng Hồng Phượng đã đăng video xác nhận cô là người duy nhất ký hợp đồng truyền thông trong đám tang. Khi đó nhiều khán giả mới nhắn tin là xin lỗi tôi, Vũ Luân chia sẻ.
Thời gian qua thì Vũ Linh cố gắng gác ồn ào ngoài lề để tập trung vào công việc. Nghệ sĩ nói may mắn được khán giả thương nên vẫn đi diễn đều đặn, ngày nào cũng có show. Sắp tới anh và nghệ sĩ Ngọc Quyền đóng chính vở là Mão Đoan Tinh Giáng Thế Chung Vô Diệm, tác phẩm cải lương Hồ Quảng kinh điển thập niên 1990. Ngoài vai chính là do Vũ Linh Ngọc Quyền đảm nhận, vở diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ gọi là Linh Tâm, Trinh Trinh, Thanh Thảo, Tấn Bèo và Hồng Tơ. Thưa quý vị, thập niên 1990 thì anh được thầy nghệ sĩ Bạch Long đó là đặt cho nghệ danh Vũ Linh vì khuôn mặt chất giọng có nhiều nét tương đồng với Vũ Linh. Sau này anh được Vũ Linh nhận làm con nuôi uốn nắn trên con đường ca diễn. Vũ Linh tên thật đó chính là Lương Văn Bình, 51 tuổi, sinh năm 1992. Thì anh tham gia nhóm Đồng Ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đã đặt cho nghệ danh là Vũ Linh. Thưa quý vị, thì chúng ta có thể nghe những cái lời chia sẻ của Vũ Linh sau cái câu chuyện ồn ào cũng như là cái buổi họp báo mới nhất cho giới thiệu cái gọi là cái vai diễn vở diễn mới liên quan, trong đó có nghệ sĩ Ngọc Quyền nữa cô chú anh chị. Thì anh đã chia sẻ rồi với cái nội dung mà liên quan đến suốt 2 tháng trời anh bị gọi là tấn công khá là dữ dội, nhưng mà vẫn cố gắng, có thể nói là hoàn thành cái đám của ba xong đi rồi mới có thể gọi là lên tiếng để mà đính chính với cái câu chuyện mà ký hợp đồng với BH Media. Vũ Linh cũng chia sẻ nói rằng là hiện tại đó thì show diễn vẫn đều đặn, trái ngược hoàn toàn đối với cái câu chuyện của Hồng Phượng. Đó chính là cái điều mà khán giả họ đã nhận ra và sự tẩy chay khá là lớn, kể cả bây giờ là công ty truyền thông cho đến là những cái bầu show rồi là những cái nhãn hàng không dám mời Hồng Phượng đi hát nữa. Đây là một cái điều mà có thể nói là người khán giả thì nhiều người nói đó chính là quả báo đó cô chú anh chị, quả báo đến cho mẹ con cô Sáu khi mà luôn miệng thì nói rằng là mình là sao nối ngôi, rồi cho đến là nối nghiệp cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi là duy nguyện, nhưng mà trên thực chất bây giờ đó vẫn chưa có cái động thái là muốn quay đầu. Nếu mà thật sự đó cô chú anh chị, nếu mà thật sự mà Hồng Phượng còn nghĩ đến cái tương lai, cái sự nghiệp, thì có lẽ rằng cô ấy đã khuyên mẹ mình rồi, đã khuyên mẹ mình quay đầu rồi. Bởi lẽ trong cái sự việc ngày hôm nay, cho dù có thắng hay là thua đi nữa thì đã sự nghiệp của gọi là Hồng Phượng đó cũng tan theo mây khói. Cô luôn miệng nói rằng là mình là rất là đam mê, rất muốn đi theo con đường nghệ thuật, thì đáng lẽ trước đó đó cô không nên dùng những cái từ ngữ đối với những người gọi là bậc tiền bối. Bản thân như là nghệ sĩ Kim Tử Long hay là cho đến Vũ Linh đều là những cái bậc tiền bối, người đi trước, người đàn anh trong nghề của gọi là Hồng Phượng cả. Thưa cô chú anh chị, cô lại dùng những cái từ ngữ gọi là đe dọa, chửi bới, và thậm chí là không dọa gọi là kiện tụng bất kỳ ai luôn, khiến cho rất nhiều những người nghệ sĩ khi mà họ muốn lên tiếng đó, bây giờ họ không dám nữa. Bây giờ đâu còn ai mà người nghệ sĩ mà dám lên tiếng trong cái câu chuyện mà gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa đâu cô chú anh chị. Họ cũng biết rất là nhiều nhưng mà họ gọi là không muốn quan tâm, đơn cử là như vậy, cũng không muốn dính vào những cái ồn ào, rồi sau đó là mẹ con cô Sáu lại đe dọa kiện tụng nữa, mắc mệt chứ không có gì cả. Thưa quý vị, gần đây thì Hồng Phượng liên tục chia sẻ những cái thông tin xấu, thậm chí là sức khỏe đang khá là xuống, đi diễn bây giờ đi diễn cũng không được, hàng ngày thì nhận những cái tin nhắn gọi là chửi bới, rồi bên cạnh đó là tẩy chay. Mọi status của Hồng Phượng viết trên trang Facebook cá nhân đều bị gọi là cộng đồng mạng, khán giả, người hâm mộ họ nhảy vào để mà họ thả phẫn nộ. Còn riêng về Vũ Linh, chúng ta có thể thấy rằng là đi diễn đều đặn, show vẫn có đều đều, ngày nào cũng có, kể từ khi mà xuất hiện cái vấn đề mà anh bị gọi là biểu hăng của chú anh chị, thì cái thời điểm đó anh cũng không quan tâm, mà sau khi biết được sự việc thì khán giả lại càng thương anh nhiều hơn. Chúng ta có thể thấy kể cả bản thân của Hồng Loan thì mấy ngày hôm nay đó, dù là liên tục bị một số những cái thành phần như là nhà báo nè, rồi những cái nhân vật giả mạo là quản lý cũ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, họ nhảy vào họ công kích, rồi bên cạnh đó họ tìm mọi cái thủ đoạn như là tiếp cận Hồng Loan để mà lấy thông tin, không biết rằng có phải là cái âm mưu gì đó của gọi là phía phe đối lập nữa hay không. Nhưng mà rõ ràng đó đã mang lại một cái sự gọi là nguy hiểm, mang lại một cái sự nguy hiểm dành cho Hồng Loan dù ít dù nhiều. Nha cô chú anh chị,
rất may mắn bên cạnh Hồng Loan cũng có một số những cái bạn bè, rồi những anh con của bác Tư luôn luôn bên cạnh, họ cũng vô cùng sáng suốt để mà nhanh chóng nhận ra, loại trừ những cái vấn đề nguy hiểm xung quanh Hồng Loan. Chúng ta có thể thấy Hồng Loan là một người phụ nữ đó, một người phụ nữ hiền lành, ít nói nhưng mà rất là thật thà, thưa quý vị. Cho nên là họ đánh vào cái tâm lý là Hồng Loan là ít nói, ít giao tiếp đó của chú anh chị. Còn riêng Hồng Phượng thì chúng ta có thể thấy rồi, giao tiếp khá là nhiều, rất là lanh chanh, mà thậm chí có thể nói là giống như là cô Sáu vậy đó cô chú anh chị. Cho nên cái vấn đề mà Hồng Phượng trước đây từng phát ngôn, nó nói rằng là Hồng Loan không biết gì về mạng xã hội, không biết gì về nghệ thuật, chẳng biết chút gì về nghệ thuật, cho nên là không có bàn bạc đối với Hồng Loan trong bất kỳ vấn đề bên trong cái đám tang đó. Đó là cái điều mà Hồng Loan đang lấp liếp do những cái sự việc như là nắm quyền tất cả về mọi thứ trong gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Họ luôn cho rằng họ có cái quyền hạn, còn Hồng Loan là chẳng có biết cái quái gì trong đó cả. Thưa cô chú anh chị, bây giờ cái câu chuyện mạng xã hội hay là cái vấn đề trên YouTube này kia, tất cả những trang mạng Facebook, anh nghĩ rằng một đứa con nít 3 tuổi nó cũng còn biết được, nó còn lướt, nó cầm nó lướt bình thường. Xài điện thoại bây giờ mạng xã hội thời coi 4.0 mà lại nói rằng là không biết gì về mạng xã hội YouTube. Chính bản thân Hồng Phượng là người phải đứng ra để mà ký hợp đồng với BH Media. Cho đến bây giờ thì những cái câu chuyện liên quan đến tiền bạc thì nó vẫn chưa được rõ ràng minh bạch. Rất nhiều những cái cá nhân cũng đã lên tiếng yêu cầu mẹ con Hồng Phượng phải đối chất, nhưng mà về phía hai nhân vật chính này vẫn hoàn toàn im lặng, thưa quý vị. Đặc biệt liên quan đến Vũ Linh thì đã được một cái nhân vật đang công tác trong tờ báo Pháp Luật Việt Nam đã liên hệ và sẽ cùng Vũ Linh làm rõ tất cả những cái nội dung này trong khoảng thời gian sắp tới nha cô chú chị. Cô này thì cũng đã lên tiếng rồi, cô cho rằng là đánh giá cao những cái lời chia sẻ, cái nội dung của Vũ Linh và tin tưởng Vũ Linh là một trong những người gọi là biết được cái sự thật bên trong và nói là hoàn toàn đúng. Cô sẽ cùng Vũ Linh cùng với luật sư sẽ làm rõ những cái nội dung liên quan đến cái câu chuyện mà tranh chấp tài sản bên trong, cũng như những cái khúc mắc của Vũ Linh đã từng tuyên bố rằng sẽ gọi là chiến đến cùng với mẹ con cô Sáu đó cô chú anh chị. Bởi vì Vũ Linh cũng đã từng khuyên Hồng Phượng rất là nhiều rồi, theo lời Vũ Linh đã từng khuyên Hồng Phượng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà Hồng Phượng vẫn giữ nguyên quan điểm. Cái điều đó là chúng ta đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là nó rõ ràng là như vậy. Trong cái nội dung bài thơ mới nhất của Hồng Phượng đó, mặc dù là tưởng nhớ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng mà chúng ta có thể thấy là trong đó đầy những cái lời lẽ để mà có thể nhắn gửi đến thẳng đến Hồng Loan, chắc chắn là như vậy rồi. Cô đang ẩn ý, cô chửi là người gọi là gian dối, xảo trá, giả tạo, rồi nói chung là nói rất là nhiều thứ. Tại sao nếu như là một người gọi là người như là chị em với nhau đó, nếu thật sự mà muốn đáp trả hay gì đó, hay là muốn có cái động thái gọi là giải hòa để đi lại với cái con đường nghệ thuật đó, thì rõ ràng cô không nên viết những cái lời ẩn ý để mà đá xéo rồi chửi bới người này. Có lẽ là cái con đường nghệ thuật đến giờ phút này đối với Hồng Phượng đó dường như đã chấm hết rồi chú anh chị. Mặc dù là thắng hay thua đi nữa, có lẽ sẽ chấm hết. Đối với rất nhiều những cái người tiền bối đó thì cô cũng đã xúc phạm khá là nặng nề. Ngày xưa đó chỉ còn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cô còn có thể gọi là dựa hơi, lấy dựa vào những cái hình ảnh của ông ấy bước ra trên sân khấu thì mang cái danh đó chính là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn cô Sáu thì sao? Cô Sáu cũng mang cái danh nghĩa ca sĩ Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để mà lên sân khấu. Nhưng mà sau cái sự kiện ngày hôm nay thì có lẽ rằng cái gọi là ca sĩ Hồng Phượng thôi nên bỏ luôn cái khúc đằng sau đi, là cháu gái gì đó, nó đỡ gọi là đỡ nhục hơn. Mà Thanh Nguyên nghĩ rằng là vì phía Hồng Loan cô ấy cũng sẽ không cho phép, cô ấy sẽ không cho phép bất cứ ai mà lấy cái gọi là cái danh của ba cô ấy xuất hiện trên một số những cái sân khấu nữa. Thưa quý vị, đó là cái động thái mà rất là tích cực đối với gọi là Hồng Loan, khi cô ấy đã mạnh mẽ qua từng ngày và bên cạnh cô ấy thì luôn luôn có những người bạn bè, những người anh em cũng như là cộng đồng mạng cũng như là khán giả trước đây đã từng yêu mến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như thế nào, thì ngày hôm nay họ vẫn đang luôn luôn dành những cái tình cảm đó dành cho Hồng Loan. Thưa quý vị, đó là một số những cái câu chuyện ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị
xin cảm ơn vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị, tất cả quý vị trong những cái thông tin, những video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.